Hello, xin chào mọi người. Thì hôm vừa mới đi làm về mọi người. Mọi người thấy lạ không? Đi làm về tóc tai. Hôm chưa về không nhỉ? Chưa về nhà đâu, đang ở công ty. Nhưng muốn có cái này hay hay muốn quay lại cho mọi người xem nhá. Thì ở công ty hôm là có một cái nhà tắm. Đây. Chung là trong công ty là có chỗ tắm luôn. Thì bây giờ kiểu như là hôm nay hôm đi làm nhưng mà tăng ca được một tiếng á, xong rồi phải đợi đợi xe buýt, tại vì cái giờ ông về là nó lại không có xe buýt của công ty đưa đón này, thì bây giờ là phải đợi đến 7 giờ mình có xe. Thì bây giờ ông tranh thủ ông đi tắm trước, cái áo quần thì cũng có chuẩn bị theo đấy hết rồi, xong rồi thì mình về nhà đây chỉ có việc là bỏ áo quần cũ vào giặt thôi, lấy áo quần đây ok thôi. Thì không muộn quay lại cho mọi người xem cái chỗ tắm của công ty, nó rất là kiểu xịn xò ấy. Mọi người đợi tí nhá, để ông đầu quay cho mọi người xem này. Đây là cái gương rất là to nha mọi người. Đây, một cái gương này, ba bồn rửa tay này, các cái ổ cắm để có thể mình cắm cái máy sấy chẳng hạn. Bên này thì các cái tủ để mình đem theo dù rồi chưa tắm gì đấy, lên đấy để đồ rất là nhiều, để đồ của áo quần dây này để ngoài này, đấy, quần này. Đây cũng có chỗ. Nhà tắm ở đây, nhà tắm ở trong này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái nhà tắm. Đó, nhà. Đây của ai đây, của mình người nhất hồng để đây. Thì hôm nay xã này có cái này hay, đây là cái vòi hoa sen ha, mình nhận này, nhận lần nữa, bắt đầu nhận một thôi thì cái này nó tự động đến cái đoàn, đến cái ngưỡng của nó, được đến cái ngưỡng của nó là nó sẽ dừng lại. Đấy, thấy chưa, rất là hiện đại luôn. Mình chỉ cần nhận nút một phát. Đó, khoảng độ tầm 15 giây, 20 giây gì đấy thì nó sẽ tự động tắt. Đó, ok, nó tắt rồi thấy chưa? Tầm 10 giây. Đó, kiểu là sợ tránh cái trường hợp mà kiểu để quên vặn mà quên khóa sẽ được chạy, thì họ làm cái này rất là hay luôn. Nhà tắm nhỏ nhỏ thế này thôi, nhưng mà được cái thì của công ty thì nó cũng thiết kế như thế này cho những ai có nhu cầu tắm xong rồi về đấy, rất là hay lắm. Hôm cũng kiểu là nếu mà không phải đời thì không sẽ không tắm kịp, nhưng mà kiểu phải đời xe như thế này, mất một tiệm ngồi đời xe thế này thì bắt buộc là nên đem đồ theo, thì mình tắm thế này thì mình cảm giác là nó đỡ mất thời gian hơn á, rất là hay. Không, mọi người đã được xem qua cái phòng tắm, cái nhà tắm của công ty hôm đấy nha. Nói chung là có nhất, nhưng mà ở một cái công ty khá là, nhưng mà là khá mà là công ty rất là tốt, nó có đầy đủ, nó có rất là nhiều thứ chữ chế độ, xong rồi nhà tiền nóng các thứ đó. Còn thiết kế cái nhà tắm cho nhân viên các thứ, thế là hay lắm. Ok, thì hôm nay Hùng quay video Hùng khoe lại cái nhà tắm thì cho mọi người xem chỗ nhà tắm của Hùng như thế nào, nhà tắm của công ty Hùng thì mọi người những ai mà đang ở bên Nhật này, kiểu chỗ mọi người có kiểu như vậy không?
có thì bình luận để cho Hùng biết đó nhá. Ok, thì Hùng làm giới thiệu sơ sơ thì mình tặng cho mọi người xem ok thôi. Bây giờ Hùng cũng chuẩn bị đồ và xuống ngồi đợi xe để tí nữa về. Xe 7 giờ mới có. Về nhà thì có 10 phút thôi nhưng mà chỗ Hùng không hóa hốc ở hốc cái đồ thì nó kiểu là nó lành quá. Hùng đi xe đạp xe máy được, bắt buộc phải đi ô tô thì kiểu như công ty nó phải thuê một cái công ty dịch vụ xe buýt ấy. Thì nó cũng có những khung giờ nhất định. Hôm nay được tăng ca một tiếng nên là cái giờ về là anh có xe phải ngồi đợi. Nên đã mới có cơ hội để quay lại cái giới thiệu cái nhà tắm cho mọi người xem này. Ok nha mọi người. Thì Hùng xin kết thúc video ở đấy nha. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho Hùng xin một like, một chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ Hùng nữa nha. Ok, cảm ơn mọi người, bye bye.